Thật ra bậc tường được ứng dụng rất là rộng rãi trong bóng đá 11 lẫn 50. Thấy đồng đội bên đây có banh lại đây cứ bó cục ha. Được chuyển chéo qua đây đã vô. Bóng trên đã sẵn lên. Lúc này hai cánh Ala cắt lên, tìm có thể giữ bóng. Thảo ở đây. Tôi là Thi Freestyle. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh YouTube của Thi Tài Soccer. Và hôm nay sẽ là một trận banh của mình với anh em đội Hades. Lâu quá rồi mới có một clip đá banh với đội Hades đúng không? Đã sừng 5 người, cõng tạo nha anh em. À, trước khi vô trận banh này thì nói chuyện đầu clip để nói về vấn đề tư duy bóng đá 5 người, Busan. Thì chia sẻ để anh em có thể có thêm kiến thức, có thể đá được tốt hơn. Chứ xem mình đá banh không thì nó cũng chán đúng không? Có thêm một cái gì đó nó hữu ích để anh em có thể nạp vào trong tư duy của mình để cùng nhau phát triển cái tư duy bóng đá. À, trước khi bắt đầu thì giới thiệu anh em áo tập luyện TF, quần tập luyện, vớ đá banh. Đó, anh em quan tâm mấy sản phẩm này thì link trong phần mô tả nhé. Chỉ là một cái áo mà mình làm ra để bán trên kênh. Anh em nào yêu quý kênh TVSide thì có thể mua ủng hộ cho kênh TVSide. Vậy thôi, một áo tập luyện rất là bình thường thôi. Anh em có thể mang đi sinh hoạt hàng ngày, hoặc là đi tập suốt, tập truyền, tập rê gì đó. Và anh em có thể mua để lưu niệm trong cái tủ áo nhà mình nha. Kia quay đây, mã vô. Câu hỏi là, anh em thích đá bóng sân 5 người hay 7 người và tại sao? Một áo, một quần, một vớ TF sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Rồi, cái đầu tiên mình muốn nói đây đó là di chuyển vào cái khoảng trống mà đồng đội để lại sau khi rời đi nha. Ví dụ ở đây, chuyền qua, đồng đội di chuyển lên. Thì tư duy Busan thì sẽ theo 1-1, thì sẽ còn để lại cái khoảng trống này. Đây có thể lùi về, nhận chuyền về nè. Hoặc nếu ở đây đứng không thì phải dẫn banh về đây, bắt đầu lại và bạn này lại di chuyển ra đây. Đây, bước lên. Đó, là một cái ha. Nói chung là di chuyển vào cái nơi mà đồng đội vừa để lại. Chẳng hạn giống như là bên đây, tách ra, đây theo. Thì cầu này có thể bước lên đây để nhận được chuyền dài. Tiếp theo nữa đó là sử dụng động tác giả trước khi nhận bóng. Chẳng hạn ở đây, cầu pivot, lách ra đây. Cầu này hơi bước theo, xong giật về, nhận được chuyền lên. Bây giờ ở biên chẳng hạn, di chuyển lên, này lùi về, có khoảng trống này nè, lùi về nhận. Ha. Chứ còn nếu mà đứng yên không vậy, chuyền qua là lao lên cắt sao? Phải di chuyển lên, này lùi về cái, xuất hiện, đưa. Cái mình nói tiếp theo đó là về bậc tường nha. Thật ra bậc tường được ứng dụng rất là rộng rãi trong bóng đá 11 lẫn 5 người. Nên ra trong sân 5 này còn ứng dụng được nhiều hơn nữa. Ví dụ đây, chuyền qua, rồi này bước qua đây, rồi này theo. Khoảng trống đây nè, cầu này bước tới bức tường được nè, thấy không? Một cái nhé. Rồi tiếp theo, cầu này giật lên về, xuất hiện, chuyền qua, bước lên bức tường như giữa nè, anh em thấy không ha? Rồi bóng chuyền qua đây, kiểu pivot xuất hiện nè, chuyền đây, cắt lên ngã giữa ha, dứt điểm. Bức tường được ứng dụng rất là rộng rãi trong bóng đá Busan. Tiếp theo là phòng ngự bọc lót nha anh em. Đó, anh em thấy đây, chuyền qua đây, cầu này bước ra. Thì xu hướng ở đây, cầu này sẽ phải vừa bắt cầu thủ ở giữa, quan sát cầu thủ ở giữa và bước ra đây xíu để hỗ trợ cái đường bọc lót cho đồng đội trên này. Dù đồng đội trên này bị vượt qua, bước ra hỗ trợ. Cầu này ở đây thì đây bỏ về hỗ trợ ha. Rồi số 3 này giữ banh ở đây, cầu này cũng sẽ bó sát vào giữa xíu để dù cầu này có lắc vô giữa đây đánh chặn liền
ha. Đó là phòng ngự bóc lót. Tiếp theo là việc ăn bàn ở cục 2. Ví dụ đây đây, một đường chuyền lên, đưa giữa, bật tường lên, có khoảng trống. Cầu này cũng theo, cầu này cũng theo về. Thì vấn đề ở đây là nếu với cái góc hẹp như thế này, nếu lực sút tốt, mạnh, có thể dứt điểm ăn luôn. Nhưng nếu mà lỡ mà sút không tốt, mạnh, goal sẽ bắt được. Vì bởi vì cái góc ở đây nó cũng khá hẹp, thì một cái cách ăn bàn dễ hơn là cục 2 luôn luôn phải bó vô. Thấy đồng đội bên đây có banh là ở đây cứ bó cục 2. Đường chuyền chéo qua đây, đá vô. Thường đá xéo qua đây thủ môn sẽ khó bắt. Đồng đội ở đây mà có banh thì cứ cắt cục 2 đi. Nếu mà sút chệch qua hướng bên này, mình cũng có thể để banh vào. Lóc người để tạo cơ hội cho đồng đội. Nhà hàng như mình đây, đồng đội thì đang đối đầu 1-1 ở đây. Mình cắt vào, mình chặn cái hướng đi vô trong của cầu thủ này. Thì đồng đội bẻ vô trong, cầu này không theo được. Và có khoảng trống để dứt điểm ngay. Trong bóng đá futsal thì cái sân nó cũng khá là nhỏ và ngắn. Nên việc mà chúng ta dứt điểm mà thủ môn bạn bắt được thì sẽ dễ dàng bị phản công. Vừa chụp được nữa nè, lao lên và ném thẳng luôn nè. Đối mặt goal liền ha. Hoặc nếu không dứt điểm chống goal đỡ ra thì cầu thủ này kiểm soát được bóng thì lập tức mọi người sẽ tấn công rất là nhanh. Nên anh em cần chú ý nha. Sút là cố gắng sút vào hoặc để thủ môn đỡ ra biên hoặc đá ra ngoài luôn để kết thúc tình huống. Chứ nếu bị bắt được thì cái rủi ro bị phản công rất là cao. Bắt chân thuận của đối thủ. Chẳng hạn cầu thủ này thuận chân phải, thường nó sẽ xu hướng lắc về phía bên phải và dứt điểm rất mạnh. Nếu mà sút mạnh quá thì goal không đỡ được là sẽ bị thua. Nên trước tiên chúng ta cần bắt đúng cái chân thuận là chân đang dẫn bóng. Bắt đúng chân thuận khi mà cầu đó lắc qua chân nghịch thì mình vẫn có thể áp sát. Và nếu họ có dứt điểm thì chân nghịch sút không tốt, goal mình có thể cover được. Còn nếu mà cầu thủ đó thuận hai chân thì bỏ tay rồi. Nhưng mà chỉ có cầu thủ chuyên nghiệp thì hầu hết thì mới thuận hai chân thôi. Chứ còn cầu thủ phong trào hay cầu thủ như anh em mình đá thường thì chỉ có một chân thôi. Ít cầu thủ thuận hai chân lắm. Một số bài góc mà đội mình hay áp dụng. Em thấy đây nha. Lóc số 5. Đây tách ra. Trả về dứt điểm ăn. 2. Bước vô trong. Lóc số 8. Đây tách ra. Quan sát số 5. 5 bước lên đây. Đây trước mặt. Thả đây đá ăn. Ha. Nhưng mà số 8 này. Dành phía trên đây. Cắt chéo trong đây. Đá thẳng trong. Ăn. Một bài nữa mà mình hay đá với Đinh Thành. Đó là lùi xa, treo qua đầu. Vô lê thẳng luôn. Đòi hỏi là người sút phải là người vô lê rất tốt. Đinh Thành là một cầu thủ vô lê rất tốt. Nên mình thường đá bài này, treo qua đầu cho Đinh Thành vô lê. Đinh Thành vô lê được hai chân luôn nha anh em. Một bài tấn công đơn giản mà đội mình thường triển khai từ thủ môn. Đây là anh Tin. Sẽ cà đè trước mặt hậu vệ đội bạn, thủ môn ném thẳng lên hoặc Fiso đá thẳng lên. Lúc này hai cánh Ala cắt lên, anh Tin có thể giữ bóng, thả qua đây dứt điểm hoặc thả qua đây dứt điểm, siêu đơn giản. Đó là một số tư duy và nguyên tắc mình thường áp dụng vào các trận thi đấu bóng đá 5 người của mình. Anh em thấy hay thì nhớ like cho cái clip này nha. Giờ thì cùng bắt đầu trận đấu thôi. Trận banh của mấy anh em Hades hôm nay diễn ra ở sân Mo Arena, quận 12 với sự tham gia của Lê Duy Minh, Hồ Bá Minh, Hồ Viết Trung, Tin Tin, Cá Trình, Đinh Thành và thủ môn Hùng Xù. Chào. Ở đây có hai hướng, thả dọc biên cho Đinh Thành hoặc đá chéo cho Lê Duy Minh. Tấm bên ơi. Lê Duy Minh truyền cho Hồ Viết Trung, Hồ Viết Trung đá ngang Đinh Thành đệm cục 2. Bài tấn công 3-2 siêu đơn giản, anh em thấy hay thì like đăng ký kênh nha.
Lê Duy Minh cắt đường truyền cục 2 là đúng rồi, nhưng cú đá của đội bạn mạnh quá, đỡ lỗi thành phản lưới nhà luôn. Tấn xong. Đinh Thành có bóng ở cánh phải chuẩn bị sút, mình cứ lao vào cục 2 thôi. Cái nữa. Cú dứt điểm rất mạnh của Đinh Thành, thủ môn đỡ trái đó hay rồi. Tình huống này, lóc cầu số 14 cho Đinh Thành lắc vào giữa sút được nè. Tâm Minh ơi. Đường chuyền của mình cho Lê Duy Minh hơi lỗi tí, nhưng cuối cùng thì đội nhà cũng có bàn thắng nhờ pha giật gót rất tinh tế kiếm 30k của Hồ Bảo Minh. Ấy chà, tiêu rồi, cú dứt điểm bị thủ môn đỡ. Giờ đội bạn có cơ hội phản công 4-2 luôn. Tiếp Minh. Đinh Thành lui về, kéo hậu vệ theo. Mình bước vào khoảng trống mà Đinh Thành để lại nè. Đưa. Pha này giữ lại, đá ngang cho Hồ Bảo Minh bên kia thì hay hơn. Minh. Trời. Lên Minh. Thành. Đinh Thành thả giữa một cái là xịn sò luôn nè. Pha đặt lòng một chạm quá hay của Đinh Thành. Còn tình huống 2-1 sau đó là một phương án ăn bàn cơ bản trong futsal. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Em rồi coi. Chơi Thành ơi. Thành. Chơi Thành ơi. Cầu số 19, đội bạn không quan sát sau lưng nên bị Lê Duy Minh Racing cướp bóng tốt. Còn cú dứt mũi sau đó của Đinh Thành thì quá mạnh, thủ môn bó tay. Bước cao, ok, bước. Cầu thủ đội bạn đã bị Racing xung quanh, lối thoát duy nhất là ở chỗ này. Ây da, cú đá của mình không tốt, đá chéo góc bên kia thì ngon hơn. Chào biên, ok. À ha, có Lê Duy Minh lót dưới rồi. Cầu kia thì đang quay về. Mình đổi người với Lê Duy Minh luôn cũng được. Ok Thành ơi. Minh. Tiếp. Mình đang đứng cục 2 và không ai theo. Không biết Hồ Bảo Minh có thấy không. Tâm Minh ơi.
Đường chuyền cột 2 quá hay của Hồ Bảo Minh đã giúp mình có bàn thắng thứ hai trong trận thi đấu này. Anh em thấy hay thì nhớ like đăng ký kênh nha. Thôi mình vậy luôn, bỏ luôn. Tên được. Anh Tin đứng vị trí pivot cà đè làm tường nè. Mình vị trí Ala bước lên hỗ trợ. Anh em thấy bài này quen quen không? Mới vô còn nóng. Tới Tin rồi. Cú sút của anh Tin bị cản phá. Vô tình bóng dội ra đúng ngay cái chân của mình. Vậy là có hat-trick rồi cả nhà ơi. Từ lúc có anh Tin vô làm pivot thì bài này được thực hiện hoài luôn. Nhưng tiếc là cú dứt điểm cuối cùng của mình bóng đi hơi nhẹ. Lên. Nè. Hồ Bảo Minh trả về là mình dứt điểm được luôn. Nè. Số 18 theo mình sát quá nên mình em nó phải chuyển hướng sang anh Tin. Đội bạn bị hút hết vào giữa rồi. Thả cho cá trình sau lưng dứt điểm là xong. Bóng trình. Trời ơi, trả về dứt điểm. Bài đá phạt góc quá đơn giản. Thế nên anh em nhớ ứng dụng nhiều vào nha. Đây. Đồng đội bắt bài đường chuyền về cho mình rồi. Thế nên Hồ Viết Chung suốt luôn cũng được. Ok. Cá trình là chống chải, trả về và dứt điểm thôi. Tốt trình. Số 66 thì đứng quá cao, ba cầu còn lại thì đứng quá thấp, lộ ra khoảng không gian quá lớn ở giữa cho cá trình dứt điểm và ghi bàn. Sâu. Không kịp quan sát trước, nhưng nghe thấy tiếng của Đinh Thành gọi ở cánh bên kia. Đấy, đấy. Rút kinh nghiệm từ pha bóng trước, dứt điểm không tốt. Lần này giữ lại xử lý nè. Trời ơi. Tốt trình ơi. Phi lên. Chỉ trình. Đinh Thành che hướng bên phải, mình lót hướng bên trái. Vậy là xong. Dạ, ok, tốt rồi. Đội bạn lao vào ở hướng ngoài biên nên mình sẽ đi vào giữa. Sâu. Sâu. Quá đau sâu. Anh em thấy quen quen không? Cột 2 thẳng tiến. Rồi tay luôn. Tay. Chào anh. Ở đây mình đã banh sân 5 không có trọng tài. Nên đội nào dính lỗi thì tự giác trả banh về cho gôn đối diện. Hay vậy ta? Trời á. Pha đỡ bước 1 bằng ngực và dứt điểm cực tốt của Đinh Thành. Anh em thấy hay thì like và đăng ký kênh nha. Một chạm. Tốt xu. Đâu.
Này không? Hỗ trợ anh. Lê Duy Minh chuyện xong là bước lên, mình sẽ bước vào khoảng trống mà Lê Duy Minh để lại. Minh. Thấy trống trải quá nên sút luôn, nhưng đáng lẽ ra phải sút sang góc bên kia. Ây da, bị chơi bóng qua đầu rồi. Hùng Xù ơi, lót hộ anh với. Đây là pha bóng cuối cùng của mình trong trận thi đấu này. Như vậy là hôm nay có poker rồi nha anh em. Thầy. Ok, giờ thì cùng xem lại 4 bàn thắng của mình trong trận thi đấu này nha. Và view clip này đến đây là kết thúc rồi. Như thường lệ, anh em thấy hay thì để lại cho mình một like và một đăng ký nha. Mình là Phạm Phi, xin chào, gặp lại. Bye bye.